Thưa quý vị, hàng ngày người dân phải sơ tán vì cháy rừng tại khu vực British Columbia, miền Tây Canada. Khuyên ngày 7 tháng 7, khu vực này đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và hiện có 3.600 cư dân đã đến các nơi sơ tán, nhưng cũng có một số người dân không đồng ý di tản. Một người sơ tán nói, Tôi bị tàn tật và ở đây tôi cảm thấy sống được, nhưng cảnh sát đã yêu cầu tôi phải rời đi. Gần 140 đám cháy đã được báo cáo và chính quyền cho biết các đám cháy sẽ còn lan rộng trong 2 ngày cuối tuần. Kính mời quý vị và các bạn truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanh niên.vn và đăng ký kênh youtube của báo Thanh Niên để biết thêm thông tin chi tiết. Huy Bùi và ekip thực hiện chương trình xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.